cô gái với chất giọng nhẹ nhàng lôi cuốn Nguyễn Tố Uyên. Chủ nhân của những màn tranh biện giành chọn 30 điểm trên Nguyễn Khánh Trang. Chàng trai bản lĩnh, tự tin với những phần thể hiện đầy thuyết phục Huỳnh Vĩnh Thụy. Đó là ba nhân tố đã đưa trường phổ thông Năng Khiếu đến với trận chung kết Trường Tin. Là đội thi được đánh giá cao từ vòng casting, Tố Uyên, Khánh Trang và Vĩnh Thụy đã giữ vững phong độ khi tiếp tục trở thành đội thi đạt điểm cao nhất tại vòng đấu loại 1/28. Bước vào vòng thi đấu chính thức, đội thi đến từ phổ thông Năng Khiếu đã không làm khán giả thất vọng khi mang đến những phần tranh biện vô cùng thuyết phục và kịch tính. Khi check-in trở thành một mục đích và tiêu chuẩn, nó khiến người ta ngày càng để tâm đến làm sao để chụp được những bức ảnh đẹp nhất, chất nhất. Mỗi cá nhân họ đều có những cái mối ưu tiên của bản thân họ, làm sao họ có thể quan tâm ở ngoài kia khi cuộc sống họ còn cần chưa ấm no. Tôi không tin rằng không có một máy móc nào trong thế giới các bạn có thể thay thế bàn tay của thầy cô đã cầm tay học sinh viết từng con chữ. Với các chiến thắng trước TH School và Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Tố Uyên, Khánh Trang và Vĩnh Thụy đã chính thức góp mặt tại trận chung kết cuộc thi tranh biện Trường Tin 2019. Cùng chờ đón phần thể hiện của các bạn ấy 2019.